Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì ở phòng tư vấn ở tầng 2 của chúng tôi thì tiến sĩ bác sĩ Vincenzo đang trực tiếp tư vấn về dịch vụ giảm béo cho vị khách hàng của chúng ta. Và như mọi người nhìn thấy thì trong cái không khí mà đầu giờ sáng tại phòng tầng 2 thôi có rất là đông các cái vị khách hàng đang chờ để đến lượt thăm khám và tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Vincenzo. Ngày hôm nay thì các cái dịch vụ giảm béo và dịch vụ trẻ hóa thì sẽ là những cái dịch vụ mà được khách hàng quan tâm hơn cả. Mùa hè thì cũng là cái thời điểm lý tưởng để mà các vị khách hàng của chúng ta đến thực hiện giảm béo. Tại vì là theo cái nghiên cứu chỉ ra thì giảm béo ở mùa hè nó sẽ tăng hiệu quả lên gấp đôi so với việc là thực hiện giảm béo vào mùa đông mọi người nhé. Hiện thì cũng đang là trong cái chương trình khung giờ vàng của thẩm mỹ quốc tế Bali, từ 8:30 cho đến 10:00 và khung giờ buổi chiều là 13:30 cho đến 15:00 mọi người nhé. Khi mọi người qua khung giờ này đăng ký dịch vụ thì sẽ nhận ngay được một cái phần quà, đó là một suất trị trẻ hóa xóa nhăn Dr. Placenta, đồng thời là mọi người sẽ còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng, trúng ngay 1 cho đến 5 chỉ vàng SGC 4 số 9 duy nhất chỉ trong 5 ngày làm việc của tiến sĩ bác sĩ Vincenzo thôi ạ. Đây hiện tại thì là bạn phiên dịch đang tiến hành dịch lại các cái phần tư vấn cho vị khách hàng, cũng như là chỉ rõ hơn về ưu điểm của công nghệ về dịch vụ giảm béo cho vị khách hàng của chúng ta. Công nghệ giảm béo liposlimming một lần duy nhất thì đã và đang được rất là nhiều các cái khách hàng quan tâm. Không chỉ bởi ưu điểm nó hoàn toàn là phối hợp của một cái liệu trình máy móc đa tầng, xử lý gọn tất cả các cái vấn đề về mỡ chỉ trong một lần duy nhất. Đồng thời nó còn có tác dụng rất là tốt đối với khách hàng khi mà nó không xâm lấn và không nghỉ dưỡng. Tại phòng tầng 2 mọi người nhá. Nếu như mà mọi người muốn được tư vấn chuyên sâu hơn về dịch vụ giảm béo và dịch vụ trẻ hóa cùng với tiến sĩ bác sĩ Vincenzo thì mọi người có thể để lại số điện thoại ở bên dưới livestream hoặc là gọi ngay đến số hotline là 0386463463 để được tư vấn một cách trực tiếp nhé mọi người nhé. Thăm khám mô mỡ cũng là một trong những cái bước quan trọng để giúp cho bác sĩ của chúng tôi xác định rõ về cái tình trạng mỡ của khách hàng, cũng như là giúp đưa ra cái phác đồ điều trị phù hợp nhất đối với cả từng trường hợp của các vị khách hàng mọi người nhé. Cho nên là khi mà mọi người qua để được trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Vincenzo thăm khám thì sẽ có những cái phương pháp điều trị cụ thể hơn nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở trong những live stream sau. Hãy cập nhật trên fanpage Thẩm mỹ quốc tế Bali của chúng tôi để mọi người sẽ cùng nhận được cái những thông tin ưu đãi và những cái thông tin tư vấn về dịch vụ hữu ích nhất nhé.